Thưa quý vị, hai đối tượng cùng quê Đắk Lắk vừa bị Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao Công an thành phố Đà Nẵng phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố đấu tranh làm rõ và khởi tố về hành vi mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng. Hai đối tượng gồm Nguyễn Thị Anh 31 tuổi và Lê Thị Bình 30 tuổi cùng quê Đắk Lắk, tạm trú tại Hà Nội và thành phố Đà Nẵng. Cụ thể, Anh và Bình vốn là đồng hương thân thiết. Khi được một đối tượng trên mạng xã hội yêu cầu cần một lượng lớn tài khoản ngân hàng để phục vụ cho nhiều mục đích vi phạm pháp luật với giá 1 triệu đồng một tài khoản, Anh đã bàn bạc với Bình cùng tham gia để kiếm thêm thu nhập trong thời điểm dịch bệnh khó khăn. Đồng ý với đề nghị của Anh, Bình đã liên hệ người thân và bạn bè quen biết tại Đà Nẵng cũng như tại quê nhà Đắk Lắk, đăng ký, lập nên nhiều tài khoản và bán lại cho Anh với giá 700.000 đồng. Từ tháng 5 năm 2021 cho đến thời điểm bị phát hiện, Anh và Bình đã cấu kết thu lợi bất chính gần 20 triệu đồng. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thị Anh và Lê Thị Bình để tiếp tục phục vụ quá trình điều tra làm rõ vụ án.